Mình chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Vũ Hồng đang ở đoạn 489 đường Hậu Giang. Bên đây nè, hướng này là về cầu Hậu Giang, về chợ Bình Tây nè ha. Và khu vực đường Hậu Giang, đoạn ngã tư đường Nguyễn Văn Luông với đường Hậu Giang thì buôn bán đồ gỗ rất là nhiều nha, thiết bị nội thất gỗ ha. Ngã tư phía trước mặt mình là ngã tư đường Nguyễn Văn Luông, mình rẽ phải là ra dòng xây Phú Lâm, ra dòng xây Phú Lâm rẽ trái thì ra ngoài cầu Đức Lên ha. Mình đi thẳng luôn là mình ra công viên Mũi Tàu, dòng xây Mũi Tàu Phú Lâm nha. Góc này là góc ngã tư đường Nguyễn Văn Luông với đường Hậu Giang nha cô chú anh chị. Ở đây thuộc phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một cái căn nhà ở đường Hậu Giang, hẻm 710 Hậu Giang. Mình cũng có thể đi vào bàn hẻm 628 cũng được ha. Đi vào hẻm 628 hoặc hẻm 710 Hậu Giang. 710 là cái hẻm ngay bia truyền thống á, với hẻm 628 đi vô cũng được. Mình đi thẳng qua bên kia thì đi qua bên dòng xây Phú Lâm, đoạn số 27 đường Kinh Biên Dương. Hiện tại phía bên trái mình là phường 11 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, và phía bên phải là phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt mình là ngay chỗ đường hẻm chùa Thiền Đức nè, bia truyền thống á. Bên kia là đường số 5 đi vào khu vực Bình Phú. Còn bên phải mình quẹo vô đây á là hẻm 710 Hậu Giang, ngay chỗ bia truyền thống quận 6, hẻm 710 đường Hậu Giang á. Đó. Tượng đài liệt sĩ. Mình quẹo vô đây ha. Đây khu vực này gọi là khu vực chợ Phú Định nha. Và bên trong đây là hẻm thông qua hẻm 628, thông qua hẻm 27 đường Kinh Dương Dương. Rẽ trái mình qua lô U N, qua bên rẽ bên trái nè, qua L rẽ đây nè. Qua đây nè để mình ra vô. Đây nè, vô đường này, đường nè. Hẻm này mình chạy thẳng vô trong căn nhà của mình nè. Khu vực mình nhớ vừa chạy qua là chợ Phú Định nha cô chú anh chị. Đó, mình đi thẳng vô đây là thuộc cư 6 Phú Lâm rồi nha. Đây, nếu mình đi nhánh dưới là mình rẽ bên tay phải trái, còn đây mình rẽ bên tay phải ha. Đây hẻm này L97 nè, vô đây nè, đây nè. Hẻm L97 nè. Để mình đi vô nhà ha. Và cái hẻm này là đi thẳng ngoài kia nè. Đó, đi thẳng ngoài ngoài nè, hẻm ô tô ha. Đó, ngay chỗ cái xe đậu á, có cái cây lọc vừng đó cô chú anh chị. Mình đi vô đây ha. Nếu hẻm ở đó mình đi thẳng vô đây là ngay Bách Hóa Xanh, thẳng vô đây. Đi vô đây. Anh chị và các bạn xem kênh YouTube Nhà đất Sài Thành. Về vô đây. Nếu cần hẻm L97 ha. Hẻm L97 nè. Rồi mình vô trong để mình xem nhà nha cô chú anh chị. Nhà ngang gần 3,5 m và chiều sâu vào là 11 m. Căn này chủ đang kêu giá là 3,8 tỷ, giá này còn thương lượng nha. Còn thương lượng bớt cho cô chú anh chị bạn nào mua nhanh ha. L97/6A, cư xá Phú Lâm A, phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây căn nhà của mình đây ha. Trời hôm nay âm u bão nên là mình nhìn thấy màu trời không thanh trong ha. Hẻm này hẻm thông nha, ngang 3,5 m và chiều dài là 11 m ha cô chú anh chị. Đó, hẻm trước nhà là khoảng gần 3 m nha. Nhà mình ngoài là có lớp cửa sắt, bên trong là hai lớp cửa nữa, một cửa lùa và một cửa sắt giả, kéo nhôm sinh pha và kính cường lực. Đó, ở trên sân nhà mình thì có mái ngói nha. Hẻm là hẻm thông nha cô chú anh chị. Hẻm là hẻm thông nha. Hiện tại thì nền nhà mình, nền sân này cao hơn mặt hẻm là khoảng, hẻm mới làm này khoảng 1 tấc. Và trong nền nhà thì cao hơn nền sân khoảng 1,5 tấc ha. Cái này là nhôm sinh pha. Xin lỗi, cho nhôm sinh pha ha. Cửa lùa bên ngoài.
Ở đây có toàn có ngói sáng này ha, ngói sáng nè. Cửa lùa rất là chắc luôn. Đây khu vực phòng khách của mình đây. Nhà mình một trệt, một lửng, một lầu ha. Cái lửng nhưng nó full ra gần thành cái lầu rồi. Đó, có bộ đèn chùm rất đẹp ha. Nhà của mình có hướng chính là hướng Tây nha cô chú anh chị. Trên đây là ốp nhựa giả gỗ nè. Và đây là ốp nhựa giả đá cao đến trần luôn. Khu vực này ốp toàn bộ luôn ha. À, rất đẹp luôn ha. Đây. Rồi mời cô chú chị bạn vào trong để mình tham quan bên trong nha. Khu vực ngăn cách giữa phòng khách với gian bếp là một cái tủ rượu, tủ trưng rượu ha. Và một cái bức vách cắt CNC rất đẹp luôn nha. Đèn ngủ nè, đèn màu nè. À, xung quanh vực này ở dưới, ở khu vực này là ở dưới là ốp nhựa giả đá, nhựa giả gỗ, trên là nhựa giả đá ha. Đây khu vực bếp, bếp được trang bị một bếp hồng ngoại điện từ và tủ bếp bằng gỗ nha, tủ bếp bằng gỗ ha. Đây một cái quầy quầy giống như quầy bar mini á cô chú chị. Giá cả thì còn thương lượng trực tiếp chính chủ nên cô chú chị bạn thấy nhà ưng ý thì mình đi xem nhà, mình gặp chủ nhà để mình thương lượng nha. Ở đây là bằng đá nè ha. Đá ốp rất đẹp luôn nè. Không phải là nhựa đâu nha. Nè đá nè ha. Còn đây là nhựa giả gỗ nè. Ở trên đây thì đá hoa cương, gỗ cắt CNC. Đó. Quầy bar mini ha. Đây để rượu đồ ha. Đây cũng bằng đá luôn nha. Dưới đây là gỗ. Bếp, tủ gỗ, bên trong là dán đá. Đá này nó mắc hơn cả đá hoa cương này, cái này là nó mắc hơn cả đá hoa cương nữa cô chú anh chị. Cầu thang thì mặt gỗ nha, cầu thang mặt gỗ. Và đây là gian bếp của nhà mình, đây khu vực để máy giặt. Đây nhà vệ sinh ha. Rồi bây giờ cầu thang này là mình đi lên là nó sáng dần nha cô chú anh chị, để nó tắt rồi xong chú học đi lên cho cô chú anh chị bạn xem, nó sẽ sáng dần lên. Mình nhìn lại không gian ở dưới trệt một lần ha. Nhà có cái lửng nên nhìn cực kỳ thoáng luôn. Và cái khu vực để tivi nè, để lòng phòng khách để tivi là chủ nhà cũng làm cái kệ đó. Nhìn rất đẹp luôn nha. Bây giờ mình đi vô cái cầu thang để mình đi lên cho nó sáng lên cho coi nè ha. Buổi tối mình đi nhẹ đâu là mình sẽ, nó sẽ sáng lên nha. Nhà bước lên nha, sáng dần lên nè, nó tự sáng lên nè. Đây là bằng sắt giả gỗ ha. Đây là đá nhựa giả đá, đây là gỗ nha, tay nhịn bằng gỗ. Nhà bên đây là bằng kính cường lực dày 12 ly ha. Khu vực này chủ nhà là một miếng gỗ lớn luôn, ngộ lớn luôn. Ở đây thì dán giấy dán tường ha, 3D. Trần thì ốp nhựa giả gỗ ha. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Đó. Nhà vệ sinh thì sử dụng cửa lùa nha. Cửa lùa. Đây cầu thang mình mới đi xuống ha. Đó, nếu mình đi lên đây nó sẽ sáng tiếp nè. Bước lên nó sáng lên nè. Rồi, ở ngoài này là có một cái CB. Đó, CB, công tắc điện. Đây là phòng lửng. Nhưng mà cái lửng này nó buôn ra gần thành cái lầu luôn rồi. Ha. Lửng nhưng mà rất là cao nha, không có thấp nha. Nè. Ha, dán giấy dán tường từ dưới lên trên. Ha. Cây đà này rất là lớn ha. Quạt nè. Đó, đi sẵn ống đồng máy lạnh cho mình luôn rồi. Có cửa sổ nhìn ra xuống phòng khách. Bộ đèn chùm nè ha.
cô chú anh chị và bạn đang theo dõi chú Hồng review căn nhà địa chỉ lô L số 97/6A, cư 6 Phú Lâm A, phường 12 quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Và chú Hồng xin nhắc lại kích thước của nhà mình gan là 3,5m và chiều dài là 11m ha. Nhà thì có hẻm chú già là 3m, nhà một trệt. Nhà có kết cấu một trệt với một lửng và một lầu. Hả? Nhà thì cầu thang sử dụng cầu thang gỗ nha. Nhà có giấy chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên. Đó, cầu thang này mình đi lên nó sẽ cháy dần theo bước chân của mình ha. Mình có thể tắt được nha. Nhưng mà mình để đi thì buổi tối đi nó dễ dàng hơn. Ở trên khu vực trên này là có ốp trần nhựa giả gỗ. Bên đây là ốp poly cao lên đến trần luôn. Đây khu vực này thì được dán giấy ba dán tường 3D ha. Đây có cái đèn nè. Mở cái đèn lên. Đó. Dán full lên trên luôn nha. Và đây là nhà vệ sinh ở phía sau. Cũng sử dụng cửa lùa ha. Rồi cầu thang đi xuống. Kính dày là 12 ly nha, 1 ly 2, 1 ly 2, 12 ly. Rồi đây là, ở trên đây có hai phòng, phòng phía trước và phòng phía sau. Được dán giấy dán tường full đến trần luôn, dán tường 3D, đèn trang trí, rồi đèn LED âm trần, có tăng cường thêm đèn tiếp 1m2 ha. Ổ điện đồ chủ nhà đi rất là nhiều nha. Ở phía sau một phòng, phía trước một phòng ha. Chân tường thì cũng được dán cao lên khoảng đến khoảng 1,5m ha cô chú chị. 1,5m. Đó, cửa này là sử dụng cửa lùa nha. Đó, cửa vòng trước với vòng sau là làm bằng cửa lùa. Dây điện cáp internet là nhà đi sẵn hết rồi ha. Đèn LED âm trần, đèn trang trí, đèn màu, đèn ngủ đồ đầy đủ hết nha. Và ở ngoài này có cửa sổ, có song sắt bảo vệ ha. Đây cửa ra ngoài ban công nè. Ở ngoài đây là sông inox ha. Ở phía trước nhà mình là lợp ngói nè. Đó, ngói nè ha. Mình xây dựng vô theo lộ giới của đường rồi nha. Đó, hẻm thông tứ phía luôn ha. Ngoài đây thì đi ra ngoài lẩu bò 99 nè, ngay chỗ Galaxy Kinh Yên Dương. Còn bên đây là ra trường Phú Định. Đó, trường Lam Sơn. Còn bên đây là chợ Phú Định, bên đây là chợ Bình Tây. Đó, phía trước nhà mình nè ha. Cửa nhôm sinh pha bản lề kim long ha. À, đi sẵn ống đỏ, đi sẵn cái lỗ để mình gắn cái máy lạnh luôn rồi nha. Trần dự hợp thành cao rất là đẹp ha. Đèn trang trí đầy đủ hết nha. Đây mình nhìn lại cầu thang ha. Đây nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh nhìn ra phía trước nè. Đó. Không gian thì rộng rãi, sạch sẽ. Nhà cao ráo. Tường thì cũng được dán giấy 3D, dán giấy dán tường 3D ha, rất đẹp luôn nha.
Và Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình thuộc lô L cư xá Phú Lâm, phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Bây giờ Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà ở lô L cư xá Phú Lâm, phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, gần chợ Phú Định. Căn nhà mình có kích thước ngang là gần 3,5 m và chiều dài nhà mình á là 11 m. Nhà có kết cấu một trệt, một lửng và một lầu, gồm 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Nhà này có giấy chủ quyền Hồng, hướng nhà là hướng Tây. Nhà nằm gần chợ Phú Định, hẻm 710 đường Hậu Giang và hẻm 628 đường Hậu Giang, góc ngã tư đường Nguyễn Văn Luôn với đường Hậu Giang, gần chầu Hậu Giang, gần chợ Bình Tây. Và căn nhà này thuộc cư xá 45A, phường 12, quận 6 nha. Mà nếu mình đi vào ở bên đường Kinh Dương Dương thì đi đổ vào đường hẻm Lẩu Bò 99 đối diện với Galaxy Kinh Dương Dương, hoặc là hẻm 27 đường Kinh Dương Dương ngay chỗ dòng xây Phú Lâm, trường Mà Đến Chi đều được ha. Căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 3 tỷ 850 triệu. Giá này là còn thương lượng nha cô chú chị, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Nếu cô chú chị bạn thấy căn nhà này ưng ý, mình cứ đi xem nhà, xong sau đó chủ nhà mình sẽ gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả. Nếu như cô chú chị bạn thấy có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà phân khúc 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ thì mình cũng chia sẻ cho họ video nếm này ha, để họ xem mà họ trả giá mua được căn nhà ở cư xá 45 nha. Nhà thì thuộc khu dân cư hiện hữu, không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới độ giới gì hết, nên mình yên tâm mua ha. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn ở những video lần sau. Nếu có nhà chính chủ cần gửi bán thì liên lạc với Vũ Hồng qua số 0933787878. Vũ Hồng sẽ tới review nhà và đăng lên YouTube bán nhanh cho cô chú anh chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại những video lần sau.